Thấy ông bạn hàng xóm mới làm Youtube vài năm mà đã mua nhà mua xe, thế là bạn cũng FOMO mơ cả mắt, quyết tâm bước chân vào nghề Youtube với bao niềm tin và hy vọng. Chỉ vài tháng thôi, mình sẽ không còn phải khoác lên người chiếc áo xanh Grab. Chỉ 10 video thôi, mình sẽ không còn phải đối mặt với chiếc bàn giấy xám xịt, không còn phải chôn đời mình trong vòng lọc bất tận của kẻ đi làm thuê nữa. Ngặt một nỗi là người tay ngang bắt đầu từ con số 0, bạn quay như trong chóng trong một mớ bong bong từ chủ đề, tới thiết bị, tới kịch bản, tới quay phim. Bạn bị chóa ngợp, không biết bắt đầu từ đâu, bạn chỉ muốn tung hê tất cả để quay lại với chiếc áo xanh Grab. Chào bạn, mình là Henry, founder của Viet Creators, cộng đồng nhà sáng tạo Việt Nam với hơn 30.000 thành viên trong vô vàn quyết định cần phải đưa ra khi bắt đầu một kênh youtube lựa chọn quan trọng và khó khăn nhất chính là chọn chủ đề hay còn gọi là tìm kỳ nếu cứ hấp tấp nhảy đại vào một kỳ nào đó cả quy trình tạo video và quản lý kênh sẽ rối như canh hẹ ngược lại chỉ cần chọn đúng chủ đề tất cả các khâu tiếp theo của sự nghiệp youtube sẽ lần lượt đi vào quỹ đạo video này sẽ chia sẻ 4 tiêu chí lựa chọn chủ đề phù hợp với bản thân để bắt đầu xây dựng kênh youtube từ con số 0. tiêu chí 1. chủ đề nhiều view tức là chủ đề phải nằm trong thị hiếu của khán giả. Newbie thường mắc một bệnh chung, cho rằng mình là trung tâm của vũ trụ. Chủ đề tôi đã chọn, clip tôi đã làm đương nhiên là hay nhất. Nếu khán giả nào không xem, chắc chắn đầu óc của họ có vấn đề. Sự thật là YouTube không rảnh để xem bạn đang làm cái quần què gì. Nhiệm vụ của thuật toán là theo dõi những chủ đề nào khán giả đang quan tâm để đề xuất video phù hợp cho họ. Vậy nên nếu chủ đề bạn chọn không trendy, không thời thượng thì khả năng thuật toán hiểu và đề xuất cho kênh là rất thấp. Nhiều người lập luận rằng cứ chạy theo thị trường thì còn đâu cái tôi, cái chất sáng tạo của người nghệ sĩ. Thực ra không cần phải đau to búa lớn, đâu cần chuyển 180 độ từ máy đồ búp bê sang tập tạ. Nhiều khi chỉ cần thay đổi format cho chủ đề mà bạn đang làm vừa có view, có nhiều người xem hơn mà yên tâm cái chất của bạn vẫn trong veo như nước ở trong bình trưng cất. Chẳng hạn chủ đề về phần mềm kế toán Excel, rất nhiều người đóng gói theo format hướng dẫn chia sẻ số lượng khán giả không lớn. Thế nhưng trong video này, khi được đóng gói dưới dạng một cuộc thi đấu, ở đây là giải vô địch thế giới môn Excel, Video đã đạt 2,2 triệu view chỉ sau 3 tháng phát hành. Con số không tưởng đối với một thứ khó nuốt là phần mềm Excel vốn chỉ phục vụ cho dân kế toán. Cho dù chủ đề lựa chọn là gì, nhiều khả năng bạn sẽ luôn tìm được khán giả chung đam mê sở thích với mình trên đại dương mênh mông 7 tỷ người của YouTube. Bí quyết, như vậy chỉ nằm ở chỗ bạn có biết liên tục thử nghiệm đóng gói bộ kỹ năng lõi của bạn theo cách nào đó để hấp dẫn được khán giả hay không. Tiêu chí 2. Chủ đề có tiền tức là chủ đề không vi phạm các bộ chính sách của YouTube. Ở trên YouTube có những chủ đề có tiền nhưng không có view, ngược lại rất nhiều chủ đề có view nhưng lại không có tiền. Phần đa creator khi bước chân vào YouTube đều mang một trái tim ngây thơ không biết đến chân lý đó, cứ chủ đề nào nhiều view thì em mần thôi. Chẳng hạn khi thấy video làm theo phong cách đồi trụy, hiếp dâm, kẻ xấu, thậm chí là giải cứu trẻ em, có nhiều view, nhiều người cũng đồng loạt lao vào làm bất chấp hậu quả. Hầu hết những anh chị em theo đuổi chủ đề này sống ở vùng cao, lạc hậu mọi mặt từ kinh tế tới kiến thức. Các bạn không hề có khái niệm gì về vàng tiền hay tắt kiếm tiền, chỉ nhắm mắt lao vào bằng tâm lý đám đông gần như là vô thức. Đến khi gửi đơn bật kiếm tiền, bản thân họ cũng không hiểu tại sao bị YouTube từ chối. Nếu đơn xin bật kiếm tiền bị từ chối, chỉ có thể nộp đơn lại lần thứ hai sau khi đợi 30 ngày và lần thứ ba sau 90 ngày. Trong tổng số 120 ngày đó, anh chị em lại tiếp tục kiên trì upload lên kênh. Đó chính là lý do tại sao tuy rất khó bật kiếm tiền nhưng những content nhạy cảm này vẫn nhan nhản trên Youtube. Gián tiếp khiến cho những người đi sau hoang mang. Nếu không kiếm được tiền, tại sao người ta cứ up hoài vậy? Thật ra nếu vượt đèn đỏ, đi ngược chiều mà kiếm được tiền ổn định bền vững thì tại sao 15 năm qua Youtube đã không trở thành website đôi trụy? Hãy tự đặt câu hỏi, Content này nếu đem chiếu cho bà ngoại mình có ổn không? Nếu cho con gái 6 tuổi của mình xem có được hay không? Nếu không chắc chắn với một trong hai câu hỏi trên, hãy cẩn thận đối chiếu chủ đề với ba bộ chính sách quan trọng nhất của YouTube, chính sách bản quyền, chính sách cộng đồng và chính sách thân thiện với nhà quảng cáo trước khi lên đường nhập ngũ. Tiêu chí 3. Có nguồn lực sản xuất, tức là kỹ năng lõi. Ở hai phần trước, chúng ta đã biết nên chọn những chủ đề có lượng view lớn và không bị vàng tiền nhưng đừng quên đó chỉ là một nửa của vấn đề tức là nửa cầu ở nửa còn lại cần tự xem xét bản thân mình với kỹ năng lõi và nguồn lực hiện có liệu mình có đáp ứng được về phần cung hay không khi khảo sát thị trường trong chủ đề mình muốn hướng tới hãy luôn tỉnh táo để mắt tới mức độ cân bằng cung cầu nếu thấy mức độ cạnh tranh đã tương đối cao cần cân nhắc xem liệu mình có thể sản xuất video nhanh hơn nhiều hơn và chất lượng cao hơn các kênh đối thủ hay không Ngược lại, khi thấy mức độ cạnh tranh thấp cũng đừng vội mừng, phải tự hỏi liệu có phải ít người tham gia bởi vì chi phí làm ra một video quá cao, không đủ bù cho doanh thu. Chi phí đầu tư ở đây không chỉ nói về tiền, một số chủ đề cần rất nhiều nhân lực hoặc rất nhiều thời gian mới làm ra được một video tử tế. Hãy liệt kê tất cả những hoạt động mà bạn làm thuần thục kể cả những thói quen sở thích nhỏ nhặt nhất nhiều khi những người xung quanh có thể coi đó là những chuyện tầm phào vặt vãnh thế nhưng trên đại dương xanh youtube rất nhiều khả năng bạn tìm thấy những người chung đam mê giống mình nếu thực sự sở hữu một kỹ năng vượt trội rất có thể bạn sẽ xây dựng được một cộng đồng và kiếm tiền dựa trên những sở thích vô thưởng vô phạt đó Điều đáng nói hơn nữa, những kênh YouTube xây dựng quanh một kỹ năng lõi đặc biệt như thế này có lợi thế cạnh tranh rất cao bởi năng lực sản xuất content vô hạn với chi phí đặc biệt thấp. Ngoài tiền quảng cáo AdSense, doanh thu của kênh YouTube có thể đến từ rất nhiều nguồn khác nhau như Booking, Affiliate hoặc tự xây dựng sản phẩm. Với những content không phù hợp để bán sản phẩm, bạn có thể xây dựng chương trình hội viên để khán giả ủng hộ phần nào chi phí sản xuất video. Hiện tại, kênh Việt Creators cũng đã có chương trình hội viên để bạn tham gia. Chương trình hội viên mang đến những video không công khai đặc biệt nhất, những buổi livestream chia sẻ kết nối chỉ dành riêng cho phản cứng. Sự ủng hộ của anh chị em chính là động lực để Việt Creators ngày càng tạo ra nhiều content chất lượng hơn nữa cho cộng đồng sáng tạo Việt Nam. Tiêu chí 4. Chủ đề mình yêu thích. Không phải ai làm YouTube cũng vì tiền. Ngược lại, nếu nhắm mắt nhảy cả hai chân vào YouTube chỉ vì tiền mà không chọn chủ đề mình đam mê hay ít nhất là yêu thích, thì con đường sẽ rất gập ghềnh sỏi đá. Khi mới làm YouTube, tưởng tượng trong đầu của ai cũng màu hường, tiền bạc dư giả, cuộc sống tự do, nhiều người hâm mộ. Nhưng chỉ cần sau 10 video đầu tiên, hầu hết newbie sẽ nhận ra cuộc chiến dành sự chú ý của khán giả là một cuộc chiến khốc liệt và phụ phàng số lượng video trên YouTube đạt từ 100.000 view trở lên chỉ là 0,77%, tức là chưa tới 1%. Tuy số lượng nhỏ xíu, những video này chiếm tới hơn 80% tổng lượng view trên YouTube. 20% số view còn lại chia đều cho hơn 99% những YouTuber nhỏ khác. Rất khó cạnh tranh trên môi trường quá thừa thãi content của YouTube. Nếu không đổ mồ hôi, sôi nước mắt, mài rũa kỹ năng lõi, ngoài kỹ năng lõi, bạn còn phải đổi rất nhiều chiếc mũ khác khảo sát thị trường, viết kịch bản, chuẩn bị đạo cụ, quay phim, dựng phim, SEO, vân vân. Nếu không nói thách thì ít nhất cũng phải 10 tiếng đồng hồ mới ra được một video nghiêm túc. Thống kê cho thấy trung bình để đạt được 1 triệu sắp mỗi kênh youtube phải làm được 1.000 video. Như vậy bạn cần 10.000 giờ làm việc tương đương với 10 năm để youtube trở thành một cơ sở kinh doanh ổn định, phát đạt là nền tảng của mục tiêu tự do tài chính. Vì không kiên nhẫn tìm được chủ đề thực sự yêu thích, 99% nhà sáng tạo burn out, kiệt sức và bỏ cuộc trước khi nhìn thấy ánh sáng. Ngược lại, nếu tìm được chủ đề mà mình đam mê thì mỗi clip lại như một liều thuốc chữa lành cho bản thân, càng làm video lại như càng được tiếp thêm năng lượng. Youtube không phải là vòng quay may rủi mà đơn thuần chỉ là một cái chợ content, nơi hàng hóa tốt nhất với giá cả hợp lý sẽ được khách hàng ưu ái nhất. Khi tìm được một chủ đề giao thoa giữa đam mê của bạn và xu hướng của thị trường, nếu ngày ngày kiên trì tối ưu từng khâu sản xuất và mài rũa kỹ năng lõi của mình tới mức thượng thừa, chắc chắn khách hàng sẽ phải un un kéo tới. Một người bán thông minh cũng chính là người mua văn minh. Đừng quên đăng ký hội viên để ủng hộ Viet Creators tiếp tục sản xuất content giá trị nhất cho cộng đồng sáng tạo Việt Nam.